Cô chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta học toán bài nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu? Các con lấy sách giáo khoa và đồ dùng học tập để chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé. Các con cùng quan sát lên màn hình và cho cô biết bạn trai có bao nhiêu cái kẹo và bạn gái có bao nhiêu cái kẹo nào? Bây giờ, các con hãy lấy đồ dùng học tập của mình để thể hiện số kẹo của bạn trai và bạn gái cho cô. Sau đó, các con sẽ xem cho cô bạn nào có nhiều kẹo hơn và nhiều hơn bao nhiêu cái. Bạn nào không có đồ dùng học tập, các con có thể lấy đồ chơi như bông hoa hoặc thẻ bài hay những cây bút chì màu của mình để có thể thực hiện bài này nhé. Quan sát các con thấy bạn trai có 6 cái kẹo và bạn gái có 9 cái kẹo. Vậy thì quan sát ta thấy bạn gái có số kẹo nhiều hơn bạn trai và nhiều hơn 3 cái. Vậy thì ta nói bạn gái có nhiều hơn bạn trai 3 cái kẹo. Vậy thì số kẹo của bạn trai so với số kẹo của bạn gái thì như thế nào đây? Các con cũng thấy số kẹo của bạn trai ít hơn số kẹo của bạn gái và cũng ít hơn 3 cái. Vậy thì ta nói bạn trai có ít hơn bạn gái 3 cái kẹo. Nếu không có đồ dùng thay thế số kẹo, ta sẽ làm phép tính như thế nào để biết nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu? Các con cùng suy nghĩ và thực hiện phép tính đó vào vở cho cô nhé. Nếu không có đồ dùng thay thế số kẹo đó, ta sẽ làm phép tính như sau. Ta lấy 9 trừ 6 bằng 3. Khi con thực hiện phép tính cũng chính là con đi tìm phần chênh lệch giữa số kẹo của hai bạn. Trong đó, 9 là số kẹo của bạn gái, 6 là số kẹo của bạn trai, 3 là phần chênh lệch giữa số kẹo của hai bạn. Các con lưu ý khi đặt phép tính, các con luôn lấy số lớn trừ cho số bé. Các con chú ý nhé. Chúng ta vừa biết cách nói ít hơn hoặc nhiều hơn bao nhiêu. Bây giờ, để giúp các con nắm rõ bài học hôm nay, chúng ta cùng nhau qua phần thực hành nhé. Các con cùng đọc yêu cầu bài thực hành 1 và cho cô biết bài yêu cầu chúng ta làm gì nào. Bài yêu cầu chúng ta dùng đồ dùng học tập thể hiện bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo. Ở bài tập này, các con quan sát trước cho cô. Bạn trai có 10 cái kẹo và bạn gái có 8 cái kẹo. Vậy ta thấy bạn trai nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo. Để làm được bài tập này, các con cũng sẽ chia số đồ dùng học tập của mình ra làm hai phần. Một phần sẽ nhiều hơn phần còn lại 2 cái. Bây giờ các con lấy đồ dùng học tập của mình để thực hiện bài tập này nhé. Lưu ý, bạn nào không có đồ dùng học tập, các con cũng có thể lấy đồ chơi như bông hoa, hoặc là những cây bút chì màu của mình, hoặc là những thẻ bài mà các bạn nam hay chơi, để các con có thể thực hiện được bài này nhé. Ở bài tập này có rất nhiều cách làm để thể hiện số kẹo bạn trai nhiều hơn số kẹo bạn gái. Sau đây cô sẽ đưa ra một số cách làm. Các con cùng theo dõi nhé. Cô ví dụ, số kẹo của bạn gái là 3 cái kẹo và bạn trai là 5 cái kẹo. Vậy các con thấy bạn trai đã nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo rồi đấy.
Hoặc cô có một ví dụ khác như sau. Bạn trai có 6 cái kẹo, bạn gái có 4 cái kẹo. Vậy thì bạn trai cũng nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo rồi này. Ở bài tập này, các con sẽ nhờ cha mẹ hoặc anh chị kiểm tra bài cho mình. Bây giờ chúng ta cùng qua bài thực hành 2 nào. Các con cùng đọc yêu cầu bài thực hành 2 và cho cô biết người ta yêu cầu gì nào. A. Người ta yêu cầu viết phép tính và nói theo mẫu. Sau đây là mẫu đưa ra. Bạn trai có 5 cây bút chì và bạn gái có 4 cây bút chì. Vậy thì để tìm được phần chênh lệch giữa số bút chì của hai bạn, ta thực hiện phép tính gì nào? À, ta có phép tính 5 trừ 4 bằng 1. Vậy thì nhìn vào phép tính, ta nói như sau. Bạn trai có nhiều hơn bạn gái 1 cây bút chì. Hoặc ta có thể nói bạn gái có ít hơn bạn trai 1 cây bút chì. Bây giờ các con cùng dựa vào bài tập mẫu để thực hành ở câu A và câu B nhé. Ở câu A, các con cũng thực hiện cho cô 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, các con thực hiện phép tính để tìm phần chênh lệch giữa số quyển vở của hai bạn. Yêu cầu thứ hai, các con sử dụng các từ nhiều hơn hoặc ít hơn để nói kết luận về số quyển vở của hai bạn cho cô. Các con cùng thực hiện bài tập này trong vở của mình nhé. Bây giờ các con cùng quan sát lên màn hình để đối chiếu với kết quả bài làm của mình nhé. Để tìm phần chênh lệch giữa số quyển vở của hai bạn, ta thực hiện phép tính như sau. 6 trừ 2 bằng 4. Và ta có kết luận bạn gái có nhiều hơn bạn trai 4 quyển vở. Bạn trai có ít hơn bạn gái 4 quyển vở. Ở bài này, có bạn nào làm đúng không? Cô tuyên dương những bạn làm đúng nhé. Còn bạn nào làm chưa đúng, các con cố gắng ở bài tập sau. Bây giờ các con cùng qua câu B. Ở câu B cũng tương tự như câu A. Các con cũng thực hiện cho cô 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, các con cũng viết phép tính để tìm phần chênh lệch giữa số lượng hai món đồ chơi của hai bạn. Yêu cầu thứ hai, các con cũng sử dụng các từ nhiều hơn và ít hơn để nói kết luận về số lượng hai món đồ chơi đó. Ở bài tập này, các con cũng thực hiện vào vở cho cô. Các con bắt đầu làm bài nào. Các con cùng quan sát lên màn hình để đối chiếu xem bài làm của mình có đúng không nhé. Để tìm được phần chênh lệch giữa số lượng hai món đồ chơi của hai bạn, ta thực hiện phép tính 4 trừ 2 bằng 2. Và ta kết luận như sau. Bạn gái có ít hơn bạn trai 2 món đồ chơi. Và bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 món đồ chơi. Các con có làm đúng không nào? Cô tuyên dương những bạn làm đúng nhé. Vừa rồi các con vừa thực hành xong một số bài tập và các con cũng đã biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật đó. Các con cũng biết sử dụng các từ nhiều hơn, ít hơn khi so sánh về số lượng. Sau bài tập ngày hôm nay, các con xem lại bài và làm lại một số bài tập như cô đã hướng dẫn. Các con chuẩn bị thước kẻ có vạch cm để học bài thực hành tiết sau nhé. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc.
Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con.